Nghĩa và Hồng Nhi rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Coop. Chương trình hôm nay, bên cạnh những thông tin mua sắm hữu ích về thị trường thực phẩm, Mua gì ở đâu sẽ gửi đến quý khán giả một bí quyết nấu ăn hấp dẫn cho ngày hè. Mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu chương trình hôm nay, Mua gì ở đâu sẽ gửi đến quý khán giả một thông tin khá hấp dẫn. Kính thưa quý vị, mới đây tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, người dân và khách tham quan đã có cơ hội trải nghiệm mua sắm tiện lợi và thông minh tại một siêu thị ảo trong tương lai đầu tiên ở Việt Nam. Đến với siêu thị ảo này, quý vị có thể trực tiếp trải nghiệm mua sắm công nghệ 4.0 độc đáo, tiện lợi và nhanh chóng, như kiểm tra thông tin sản phẩm trên màn hình LED cỡ lớn chỉ bằng một cú chạm, hay mua sắm bằng kính thực tế ảo thông qua điện thoại di động. Bên cạnh đó, quý vị còn có cơ hội tham quan không gian trưng bày sinh động, tái hiện thành phố Hồ Chí Minh xưa trong những năm 90 của thế kỷ trước. Đồng thời, người dân còn được tham gia những hoạt động sôi nổi tại các gian hàng triển lãm và chụp ảnh check-in để nhận được những phần quà hấp dẫn. Mình vừa mới trải nghiệm cái công nghệ 4.0 mà siêu thị hiện đại. Mình đã xem thì mình thấy là đúng với cái tên của nó là rất là hiện đại và tiện lợi cho mọi người, như là đi siêu thị, với khách hàng, với lại tiện lợi cho cả nhân viên nữa. Cảm thấy rất là vui và hào hứng. Nói chung là không khí rất là nhộn nhịp, siêu thị thông minh giúp cho mọi thứ đều tiện lợi và nhanh gọn và tiết kiệm thời gian hơn cho con người và cuộc sống. Ngoài ra, tại đây quý vị còn có cơ hội hòa mình vào 3 đêm diễn ca nhạc hoành tráng đến từ các nghệ sĩ như Uyên Linh, The Man, Đàm Vĩnh Hưng, Lưu Phước Thịnh. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Coop. Mua gì ở đâu sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin ưu đãi hấp dẫn nhân dịp này trong những chương trình tiếp theo. Tiếp theo chương trình là một thông tin vui đến từ tỉnh Bình Thuận. Thưa quý vị, gần 2 tháng trở lại đây, ngư dân phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận liên tục trúng đậm vụ mùa khai thác sò điệp. Cứ mỗi buổi sáng tại khu vực bãi sau của phường Mũi Né lại nhộn nhịp cảnh ra vào tấp nập của những chiếc ghe, chiếc thúng chất đầy các bao sò sau một đêm ra khơi của ngư dân tại đây. Từ cuối tháng 5 vừa qua đến nay, các ngư dân phường Mũi Né liên tục trúng đậm vụ khai thác sò điệp. Bình quân mỗi thuyền sau một đêm khai thác đều đạt sản lượng cao, từ 1 đến 2 tấn sản phẩm. Theo ghi nhận, giống sò điệp trắng hiện được thương lái thu mua tại bãi với giá từ 20 đến 30 ngàn đồng 1 kg. Trong khi đó, sò điệp vỏ đỏ có giá bán thấp hơn, dao động từ 3 đến 5 ngàn đồng 1 kg. Sò điệp sẽ được đưa lên các xe tải cấp đông và chuyển đi tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số tỉnh thành lân cận. Quý vị, trong thời gian gần đây, trên thị trường vừa xuất hiện một loại bắp nữ hoàng đỏ được đánh giá là có giá trị dinh dưỡng cao với giá thành đắt gấp 3 lần bắp thường. Và dưới đây là những ghi nhận của Mua gì ở đâu tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Giống bắp nữ hoàng đỏ có nguồn gốc tại Thái Lan. Nữ hoàng đỏ là loại bắp ngọt đầu tiên tại Việt Nam có thể ăn sống trực tiếp sau khi hái mà không cần luộc hoặc nướng. Giống bắp này có thời gian sinh trưởng ngắn, cho trái màu đỏ đậm với vị ngọt. Được biết, bắp nữ hoàng đỏ chứa hàm lượng lớn sắc tố anthocyanin có lợi cho cơ thể. Quý vị nên lưu ý bắp nữ hoàng đỏ không nên nấu vì sẽ làm phai bớt màu đỏ và nhiều dưỡng chất. Vì vậy, bắp chỉ nên được hấp cách thủy 20 phút, nướng lò vi sóng trong 4 phút hay nướng thường 15 phút. Đặc biệt, chúng ta cũng có thể ăn tươi, làm salad, nấu súp hay pha chế sinh tố. Đầu tiên là khách hàng thấy là nó rất là lạ. Tại vì ở Việt Nam mình thì không có, đó giờ không có thấy bắp có màu tím. Rồi do vậy thì khách hàng cũng tò mò, cũng đặt thử một hai trái và bắt đầu sử dụng. Khi mà ăn thì thấy nó rất là ngọt. Do vậy khách hàng cũng ưa thích và lần sau khách hàng cũng muốn đặt trở lại nữa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một số cửa hàng và siêu thị đã bán loại bắp đỏ này với giá dao động từ 15 đến 25 ngàn đồng một trái. Quý khán giả của Mua gì ở đâu có thể liên hệ một số cửa hàng nông sản gần nhất để đặt hàng trước vì số lượng sản phẩm rất có hạn. Chắc hẳn là quý vị đã từng thưởng thức vải thiều, vải hạt lép hay là vải lục ngạn, nhưng có lẽ là còn khá ít người biết đến một loại vải không hạt ruby đến từ Nhật Bản. Và một tin vui là hiện nay, người tiêu dùng tại nước ta cũng đã có thể dễ dàng thưởng thức loại vải độc đáo này. Sau đây là những ghi nhận của Mua gì ở đâu. Mời quý vị cùng theo dõi. Vải không hạt hay còn được gọi là vải ruby có vỏ ngoài đỏ rực, màu sắc đồng đều khá bắt mắt. Sau lớp vỏ như thông thường là phần thịt vải dày như thạch jelly cùng hương vị ngọt thơm,
Đặc biệt, nhờ bên ngoài quả vải có phần rãnh nên khi ăn, quý khán giả chỉ cần dùng tay tách nhẹ là vỏ tự động tách đôi. Vải không hạt hiện có giá bán gần 5 triệu đồng 1 kg, ước tính một quả vải có giá lên đến hơn 100.000 đồng. Sở dĩ loại vải này có giá khá đắt đỏ bởi đây là loại trái cây cao cấp được trồng theo công nghệ cao của Nhật Bản với sản lượng rất ít. Vải sẽ được trồng ở trong nhà kính để tránh có sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm. Và ngoài ra nó ở đây vải sẽ được dùng công nghệ cao bằng phương pháp là sốc nhiệt để cho trái vải có cái hạt vải nó không có phát triển được. Hiện nay, vải không hạt Nhật Bản đang được phân phối rộng rãi tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Quý khán giả nếu yêu thích loại vải này có thể liên hệ đến các cửa hàng trái cây nhập khẩu để đặt mua và thưởng thức. Tiếp theo chương trình, Mua Gì Ở Đâu sẽ giới thiệu một số thông tin về những sản phẩm thú vị đến từ các nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới. Đầu tiên, nếu quý khán giả nào yêu thích sô-cô-la nhưng lo ngại cho sức khỏe, thì đừng bỏ lỡ những thông tin về dòng sô-cô-la mới không chứa đường tinh luyện của Nestle sắp được ra mắt. Nhằm đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng, Nestle vừa thông báo rằng họ đã tạo ra một loại sô-cô-la độc đáo được làm hoàn toàn từ trái cacao, sử dụng phần thịt và hạt như là nguyên liệu chính và không thêm bất kỳ loại đường tinh luyện nào. Nestle đã phát triển một phương pháp cho phép chiết xuất thịt và hạt của trái cacao, nhưng không làm ảnh hưởng đến hương vị, kết cấu và chất lượng của sản phẩm. Sản phẩm đầu tiên sử dụng công nghệ tân tiến này là KitKat chứa đến 70% sô-cô-la đen sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay tại Nhật Bản với giá khoảng 87.000 đồng. Các sản phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào năm sau thông qua các thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng của Nestle. Mua Gì Ở Đâu sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về dòng sản phẩm này đến quý khán giả trong thời gian tới. Trong khi đó, Oreo cũng vừa mới ra mắt một loại bánh quy kem phiên bản giới hạn Marshmallow Moon khá là thú vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Marshmallow Moon là phiên bản độc đáo nhằm kỷ niệm 50 năm ngày hạ cánh xuống mặt trăng của tàu Apollo 11 vào tháng 7 năm 1969. Mỗi chiếc bánh Oreo trong phiên bản lần này đều có thiết kế riêng biệt, bao gồm hình ảnh một phi hành gia đang lơ lửng trong vũ trụ, một con tàu chuẩn bị cất cánh và một vầng trăng khuyết cùng 3 ngôi sao. Với màu tím nhạt, huyền hoặc khá hấp dẫn, đặc biệt phần bao bì của phiên bản Moon Oreo lần này còn có thể phát sáng trong đêm. Quý khán giả của Mua Gì Ở Đâu nếu yêu thích Marshmallow Moon có thể đặt mua sản phẩm trên trang Amazon.com với giá khoảng 240.000 đồng cho một gói 303 gram. Nước ép trái cây tự nhiên là một trong những thức uống được ưa chuộng trong ngày hè vì có nguồn gốc tự nhiên và cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể, đặc biệt là nước ép trái cây không đường. Tuy nhiên, trên thực tế, các chuyên gia y tế cho biết nếu quý khán giả lạm dụng nước trái cây không đường cũng có thể sẽ gây ra nhiều tác hại, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Với tâm lý giảm cân, giữ dáng, nhiều người thay vì dùng các loại nước uống đóng chai hoặc pha chế thì lại thường dùng nước ép trái cây không đường. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết bản thân của nước trái cây tự nhiên có chứa sẵn lượng đường. Nếu quá lạm dụng, cơ thể cũng chịu nhiều ảnh hưởng mà gây ra nhiều bệnh, đặc biệt là các bệnh mãn tính. Cho dù không bỏ thêm đường đi chăng nữa đó thì thiệt ra nước trái cây đó vẫn có chứa đường tự của tự trái cây, đó là fructose, là glucose, là sucrose. Uống quá nhiều như vậy á thì cái lượng đường dư thừa đó sẽ làm gây những cái tác động xấu cơ thể. Đầu tiên là có thể là tăng cân, gây béo phì, gây rối loạn đường máu lâu dài đi chăng, lâu dài hơn thì nó sẽ làm tăng những cái nguy cơ rất nhiều bệnh mãn tính, rất nhiều bệnh mãn tính, ví dụ như là tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim, thiếu máu cục bộ. Đa số cái trái cây là có pH thấp, đó là chính là cái tính axit của nó, thì nó có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe răng miệng và làm nặng thêm cái tình trạng viêm dạ dày. Các bác sĩ khuyến cáo nên ưu tiên phương thức ăn trái cây tươi hơn là uống nước trái cây, vì khi ăn, các chất xơ, vitamin và khoáng chất trong trái cây sẽ có nhiều hơn. Mỗi khẩu phần không vượt quá 160-200g trái cây tươi hoặc 120-240ml nước ép trái cây một ngày. Đặc biệt, quý khán giả Mua Gì Ở Đâu tuyệt đối không nên dùng nước trái cây để thay thế lượng nước lọc đưa vào cơ thể hàng ngày. Được biết đến là một trong những loại hải sản giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, sò được khá nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, cách chế biến thì không được phong phú như những loại hải sản khác nên sẽ rất dễ gây ra cảm giác nhàm chán. Chính vì thế, hôm nay Mua Gì Ở Đâu sẽ mách nhỏ đến quý khán giả một bí quyết nấu ăn từ sò hết sức hấp dẫn, hứa hẹn sẽ kích thích vị giác của cả gia đình. Mời quý vị cùng vào bếp nha!
Nhắc đến đậu phộng sẽ không thể bỏ qua bơ đậu phộng ngon thần thánh. Và món sò huyết sốt bơ đậu phộng cay đặc biệt của chương trình chắc chắn sẽ khiến các bạn hài lòng. Xào sơ sò huyết với bơ và hành tỏi băm và một ít rượu trắng để giảm bớt mùi tanh. Wow, rượu vào làm cho món ăn dậy mùi thơm ngay lập tức. Tách vỏ ngay một con sò xem nào. Chết mất thôi. Sau đó phi thơm hành tỏi với tương cay, hỗn hợp nước sò huyết, bơ đậu phộng, nước cốt dừa. Cho phần sò huyết đã xào sơ vào để sò thấm phần nước sốt thơm béo. Rắc thêm một ít rau răm để mùi vị của món ăn trở nên hoàn hảo. Bây giờ thì thưởng thức bằng mắt trước nhé. Một màu vàng sóng sánh đẹp mắt của sốt bơ đậu phộng, đơn giản mà lạ miệng. Hãy tự thực hiện và cho chương trình biết món ăn của bạn ngon như thế nào nhé. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng Sài Gòn Coop đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo cũng trên kênh HTV7. Yeah.